Dạ, hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động thành phố nha. Ngày hôm nay thì chủ nhật em sẽ lên thanh lý cho mọi người tất cả những cái dòng máy mà full box bên em. Thì những cái hàng này thì bên em cũng vừa mới về đến cửa hàng của mình thôi. Thì hiện tại những cái dòng này bên em thì sẽ là hàng gần như hàng mới luôn, và nó sẽ có một vài cái mặt hàng mới nữa nha. Ở đây em xin phép một phút để nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng thành phố chuyên điện thoại giá rẻ và link phụ kiện nha. Facebook cũng như trên nền tảng YouTube thì bên em lấy tên là di động thành phố, tức là tên cửa hàng bên em luôn. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971172105. Bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này thôi nha. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng, tức là máy bên em bán ra thì sẽ là một đổi một luôn, chứ không có thay sửa nha mọi người nha. Tất cả các lỗi từ hệ thống, từ nhà sản xuất bên em sẽ bảo hành hết, và bên em sẽ không bảo hành rơi vỏ và rớt nước, hoặc sẽ bảo hành tính phí nha. Và ở đây thì bên em có gửi hàng toàn quốc trong cái thời gian đợt Tết này, thì hàng hóa nó bên vận chuyển hơi nhiều thì có thể là chậm hơn bình thường 1-2 ngày nha mọi người nha. Ví dụ như những khách hàng mua hàng bên em mà thường thường là khoảng tầm 1 đến 2 ngày mình sẽ nhận rồi, thì bây giờ nó sẽ là 2 đến 3 ngày. Nó sẽ chậm hơn bình thường là 1 ngày đến 1 ngày rưỡi nha mọi người nha. Tại vì hàng đợt Tết đó mọi người, thì bên tất cả các đơn vị vận chuyển thì bên nào cũng nhiều hàng hết, cho nên là nhiều lúc hàng nó sẽ đi chậm hơn bình thường một xí ha. Và ở đây để tránh những cái trường hợp bom hàng cũng như một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh ấy, thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000 cho những đơn hàng gửi đi xa. Còn những khách hàng mà đã mua hàng bên em thường xuyên rồi thì không cần gửi cọc ha, cứ đặt máy thì bên em sẽ gửi hàng thôi nhé. Phí ship bên em thì tổng thể tất cả các đơn hàng trên 500.000 thì bên em đồng giá là 40.000 thì phí vận chuyển nha. Quý khách hàng trước khi nhận hàng thì mình sẽ được khui hàng kiểm tra xem thử đúng như hàng em giới thiệu, đúng hàng đúng sản phẩm thì mình mới nhận và thanh toán nha. Dạ rồi, cũng không làm mất thời gian của mọi người thì mình sẽ vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay nhé. Đầu tiên như ngày hôm nay thì quý khách hàng sẽ thấy được cái hàng Realme C55. Thì ngày hôm nay Realme C55 bên em đã về được khá là nhiều. Đây là cái lô Realme cuối cùng ở bên hãng người ta thanh lý về cho em trong cái đợt Tết này nha mọi người nha. Tức là hết lô này thì mình sẽ không có hàng nữa, tại vì cái hàng này là cái lô cuối cùng của đợt Tết này rồi mọi người. Thì ở đây thì bên em sẽ về được hai bản RAM. Một đó là bản RAM 4GB bộ nhớ 64GB và bản RAM 6GB bộ nhớ là 128GB. Thực chất thì hai bản này nó sẽ là như nhau, nó chỉ khác nhau cây RAM và bộ nhớ thôi. Hàng hóa bên em thì em sẽ bao cho mọi người là hàng như là hàng mới luôn nha mọi người nha. Đây là bản RAM 6 và đây là bản RAM 4. Bản RAM 4 thì nó sẽ có hai sự lựa chọn, tức là nó sẽ có thêm bản màu gold nữa nha mọi người nha. Đây, bản màu trắng bạch kim á mọi người. Nhưng mà cái bản này thì bên hãng sẽ báo là màu gold nha mọi người nha. Đấy. Tất cả đều là lưng nhám hết nha mọi người nha. Đường vân giả gỗ rất là đẹp. Thì bản RAM 4 thì mình sẽ có hai lựa chọn, đó là bản màu trắng và bản màu đen. Đấy. Còn bản RAM 6 thì nó chỉ có một bản màu đen thôi. Thì tất cả những cái này thì tình trạng cũng như là cấu hình nó sẽ là như nhau, nó chỉ khác nhau cây RAM và bộ nhớ thôi. Bản RAM 6 thì hiện tại bên em nó sẽ là bản RAM 6 thì hiện tại nó sẽ là giá là 3,2 triệu. Còn bản RAM 4 thì nó sẽ là mức giá là 2,9 triệu, tức là nó sẽ chênh lệch nhau là 300.000 nha mọi người nha. Còn hàng hóa thì sẽ là như nhau, tất cả nó đều là hàng full box hết nha mọi người nha. Đấy. Ở bên trong này thì bên em sẽ gồm có đầy đủ phụ kiện cho mọi người luôn. Thứ nhất là gồm sẽ có một chiếc ốp lưng trước nha. Một chiếc ốp lưng bên em sẽ tặng kèm trong cái hộp này. Đấy. Tiếp đến thì sẽ là máy. Và bên trong nữa thì mình sẽ gồm có là một cái cốc sạc nhanh 33W. Đây là cốc sạc của Realme C55 33W và một cái dây cáp sạc nha mọi người nha. Đấy, dây cáp sạc của 33W. Tức là phụ kiện của nó thì nó chỉ có thiếu tai nghe thôi. Dòng này chỉ có thiếu tai nghe thôi nha mọi người nha. Thực chất thì dòng này bên trong hộp nó sẽ không kèm tai nghe. Đấy. Và đây sẽ là máy. Máy thì bên em sẽ bao cho mọi người là hàng này là hàng chưa qua người sử dụng. Nó sẽ rơi vào hai loại hàng, đó là hàng trưng bày của hãng và hàng trôi bảo hành nha mọi người nha. Đấy. Dòng này thì bên em sẽ bảo hành cho mọi người đó là một đổi một trong vòng 3 tháng với máy lỗi cho nhà sản xuất nha. Dòng này thì thiết kế vuông rất là đẹp nha mọi người nha. Pin thì sẽ là pin 5000 và màn hình con này thì cực kỳ to rồi. Màn hình con này thì sẽ lên đó là 6.7.2 inch nha. Độ dung dịch ánh sáng thì khá là sáng, nói chung là dòng này rất là sáng rồi. Chỉ là màu nó sẽ là 1 tỷ màu nha mọi người nha. Độ phân giải màn hình của nó sẽ lên đó là Full HD cộng cho mình. Đấy, nói chung là độ phân giải con này thì cực kỳ cao rồi. Dòng này thì em thấy là cấu hình của nó cực kỳ đã luôn. Về chức năng cũng như là về tất tần tật những cái trải nghiệm game hay là những cái trải nghiệm ứng dụng thì con này chạy rất là mượt mà. Và dòng này thì loa rất là to nha mọi người nha. Loa khá là to đó. Màn hình thì rất là rộng rồi. Màn hình thì không có gì phải chê rồi ha. 6.7 inch. Đây, tên máy, một số thông tin của máy đây. Thì như là trong chip là G88 nè, pin 5000 nè. RAM thì sẽ là RAM 6 cộng 6 nha mọi người nha. RAM 6 thì nó cho mình hỗ trợ thêm là khoảng tầm 2GB RAM, 4GB RAM và 6GB RAM. Cái này tùy mình chọn thôi nha. Phiên bản Android của nó sẽ là Android 13. Camera sau này nó sẽ lên đó là 64MP cho mình quay phim chụp ảnh cực kỳ rõ nét luôn. Một camera hỗ trợ nữa nha mọi người nha. Cái khung cam thì nó làm rất là đẹp. Nói chung là cái thiết kế con này rất là đẹp. Thứ nhất là thiết kế vuông.
bo tròn các cạnh rất là đẹp nha mọi người nha. Dòng này nó vẫn giữ cho mình được cái jack tai nghe 3.5. Mình sẽ test luôn camera của nó nha mọi người nha. Đây là camera sau của máy, nói chung là rất là rõ nét nha mọi người nha. Nó sẽ có nhiều cái chế độ như là chụp chân dung, tức là chụp xóa phông ấy. Xóa phông này kia nọ là đầy đủ nha mọi người nha. Đấy, như ở đây nó đang chụp xóa phông đây. Mình sẽ có nhiều cái chế độ như là tua nhanh thời gian nè, tức là slow motion ấy. Slow motion thì nó vẫn có nha mọi người nha. Cam sau nè, đấy. Dòng này thì độ trên chỉnh ánh sáng là rất là rõ rồi. Màn hình của nó thì cái độ phân giải sẽ là Full HD cộng, RAM thì sẽ là RAM 6+6 và bộ nhớ 128 nha. Pin được 5000. Dòng này nó vẫn hỗ trợ cho mình là cái SIM 5G nha mọi người nha, vẫn hỗ trợ sóng 5G. Đấy. Nó không mặc định giống như một số cái dòng máy 5G mà nó in cái logo 5G, còn dòng này nó vẫn hỗ trợ được 5G nhưng mà nó không in nha mọi người nha. Tức là nó vẫn nhận SIM 5G bình thường. Đấy, nhận SIM sóng 5G bình thường nha mọi người nha. Bản RAM 6GB và bản RAM 4GB. Đấy. Tất cả tình trạng máy thì nó sẽ là như nhau nha mọi người. Tất cả tình trạng máy thì nó sẽ là như nhau. Tất cả bản RAM 4 thì nó sẽ là 2.9 triệu và bản RAM 6 thì nó sẽ là 3.2 triệu. Thì lô này là lô cuối cùng mà bên em về được Tết rồi mọi người, C55. Hàng này thì trong thời gian vừa rồi thì bên em gọi là hàng quốc dân tại cửa hàng em luôn. Thứ nhất là bán ra rất là nhiều khách hàng rất là ưa chuộng cái dòng này. Nó được nhiều cái điểm mạnh mà kiểu như là thiết kế đẹp nè. Thứ nhất thiết kế đẹp, màn hình to, sử dụng hai SIM hai sóng. Đấy, pin trâu và hỗ trợ sạc nhanh cho mình nữa, mà mức giá thì khá là rẻ nha mọi người nha. Realme C55. Ngoài những cái bản full box như thế này thì quý khách hàng cũng có thể chọn cho mình những cái con máy trần như thế này nè. Tức là máy trần, tức là mình chỉ có lấy máy không thôi, mình không lấy bất kỳ một món phụ kiện nào hết, mình chỉ lấy máy không thôi. Thì bên em vẫn hỗ trợ nha mọi người, vẫn hỗ trợ lấy máy thì mình sẽ trừ ra thêm đó là 150.000 nha mọi người nha. Đấy, trừ ra 150.000 tiền phụ kiện. Cho quý khách hàng hỗ trợ chỉ có lấy máy thôi nha. Tiếp đến thì cũng là một cái lô máy mà bên em vừa về được, đó là hàng K40 Gaming. Đấy, đây là Redmi K40 Gaming nha mọi người nha. K40 Gaming thì bên em nó về tất tần tật đều là hàng full box hết nha mọi người nha. Đều là hàng full box hết. Hàng này thì nó sẽ kèm sạc cáp cho mình luôn. Đấy. Ở đây thì em sẽ có được 3 mã màu cho cái đợt này nó về. Thì hàng này là hàng zin nguyên 99 thì với mức giá sẽ là 4.450.000 nha. Bản thì sẽ là bản RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Đấy. Đây là máy nè. Và phụ kiện bên trong thì sẽ gồm có là một chiếc ốp lưng trong này đó ha, ốp lưng wireless SIM, một cốc sạc 67W nha mọi người nha, tại vì dòng này nó hỗ trợ sạc 67W. Đây, cốc sạc gaming đây, 67W sạc siêu nhanh luôn nha mọi người nha. Đây là sẽ là một dây cáp sạc. Đấy, dây cáp sạc của nó. Dòng này thì nếu như những cái tài nào mà chuyên chơi game thì sẽ biết được cái dòng này nha mọi người nha. Dòng này chơi game hoặc xử lý ứng dụng thì cực kỳ mượt mà luôn. Nó sẽ có 3 mã màu, đó là mã màu đen nè, mã màu xám nè và mã màu trắng nha mọi người nha. RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Đấy, dòng này thì cấu hình gọi là khủng rồi. Còn gaming bản màu trắng, màu đen và màu xám thì tất cả nó đều đồng giá là 4.450.000 nha mọi người nha. Hàng này là hàng xinh nha mọi người nha, chứ không phải là hàng Lainil. Như hàng Lainil thì đợt vừa rồi bên em nó chỉ có là 3.3 triệu, 3.4 triệu thôi. Đó là hàng Lainil nha mọi người nha. Dòng này thì cấu hình của nó thì gọi là giống như những cái thằng mà đã chuyên về những xử lý ứng dụng cũng như là chơi game thì biết được cái dòng gaming này ha. Màn hình của con này thì sẽ là màn OLED nha. Tỷ lệ màu của nó sẽ là 1 tỷ màu, độ nhạy của nó sẽ lên đó là 120Hz nha mọi người nha. Độ rộng của nó sẽ là 6.67 inch. Đấy, 6.67 inch. Phiên bản Android thì mình sẽ cập nhật được lên Android mới rồi, khỏi chê rồi ha. Cam sau của nó sẽ gồm có 3 cam và cam chính nó sẽ lên đó là 64MP nha mọi người nha. Dòng này thiết kế cực kỳ thể thao luôn, cái đèn flash mà nhìn cũng khá là ngầu ha, hình sấm sét. Nếu mà chơi game thì mình có thể bật được hai cái nút chỉnh này lên đấy. Mình gạt hai cái nút này lên để mình có thể chơi game, để mình có thể là đa nhiệm hơn nha mọi người nha. Cảm biến vân tay thì đã tích hợp vào trong nút nguồn rồi ha, cảm biến vân tay nhận diện khuôn mặt thì khá là đầy đủ. Đấy, cũng rất là nhạy nha mọi người nha. Dòng này thực chất thì nó chưa qua người sử dụng, nó cũng chỉ là hàng trưng bày của hãng thôi. Đấy, hàng trưng bày và cũng như là hàng trôi bảo hành thôi nha mọi người nha. Camera dòng này quay phim rồi rất là đẹp nha mọi người nha. 64MP nhưng con này quay cực kỳ rõ luôn ấy. Nó có rất là nhiều cái chế độ luôn. Đấy. Chế độ chụp ảnh ban đêm nè, chụp hình xóa phông này kia nọ là đầy đủ hết nha mọi người nha. Cam trước thì khỏi chê luôn. Đấy, cam trước cũng rất là đẹp nha. Dòng này nó được một cái, tức là nó sẽ xử lý ứng dụng rác cho mình. Tức là ví dụ như mình hay lên mạng hoặc là mình bấm vào những cái đường link trang web ấy mà nó bị virus quảng cáo, hay là nó bị một cái số tình trạng như là đơ máy, lắc máy hay gì đấy, nói chung là virus trên những cái trang web đen ấy mà nó về máy ấy, thì dòng này nó sẽ tự diệt luôn. Tức là nó sẽ có cái chế độ bảo mật của nó, nó sẽ có chế độ bảo vệ máy, tức là nó sẽ tự diệt luôn. Đấy, nó sẽ thông báo cho mình ở cái ứng dụng đó đang bị virus đó hoặc là đang bị quản lý từ xa hay là gì ấy, nó yêu cầu mình gỡ thì mình cho phép thì nó sẽ gỡ luôn, tức là nó sẽ diệt luôn cái đó luôn.
tức là nó hạn chế được cái bị quảng cáo ấy. Có rất là nhiều khách hàng nha, ví dụ như là mình lên trang web mình dò xổ số đi, ví dụ là như vậy, mình dò xổ số thôi là mình hay bị những cái quảng cáo mà nó thông báo về màn hình đó, để mình bấm nó lên quảng cáo, bấm nó lên quảng cáo. Những cái trường hợp đó rất là nhiều khách hàng đem lại đây cho em chạy chương trình, nhưng mà cái dòng này thì mình không cần chạy, tức là nó sẽ tự diệt cho mình luôn đấy. Nó sẽ có chế độ bảo mật của nó, khi mà bị những cái vấn đề đó nó sẽ báo về cho mình và nó sẽ tự diệt cho mình luôn đấy. Cái dòng này khá là hay về cái vấn đề đấy nha mọi người nha. Dòng này nó sử dụng là loa kép loa trên và loa dưới, loa JBL, nó sử dụng là hai sim và sạc nhanh 67W nha mọi người nha. Sạc này gọi là sạc siêu nhanh đấy. Pin con này thì nó sẽ pin khá là cao, pin của nó sẽ lên đến là 5056, thì mình tương đương cho nó khoảng tầm 5000 đi, mình đánh chung quy nó là 5000 đấy. Pin khá là ok. Bộ nhớ thì 128 GB. Cây RAM này sẽ là cây RAM 12 và cây RAM 8, thì nó sẽ có hai bản. RAM 8 thì nó sẽ là 4.450.000, còn cây RAM 12 nó sẽ trên nó nữa là 200.000, thì tương đương thì nó sẽ rơi vào là 4.650.000. Đó là K40 Gaming nha. Lưu ý giúp em là đây là hàng gần như mới, full box, hàng nguyên zin chứ không phải hàng la niu nha. Cái bản la niu đợt vừa rồi bên em bán là chỉ có 3 triệu 3 thôi, tức là nó sẽ rẻ hơn những cây này lên đó là 1 triệu 1 lận. Hàng la niu tức là hàng lên đẹp lại nha mọi người nha. Đấy. K40 Gaming. Quý khách hàng cũng có thể là tham khảo thêm cấu hình ở trên những cái nền tảng như là Google, cũng như là trên nền tảng như là Facebook, cũng như là YouTube bên em. Thì bên em cũng có làm những cái video review về những dòng này khá là nhiều nha mọi người nha. K40 Gaming, tất cả hàng đều là như nhau, nó như rơi vào hàng chính chính hết nha mọi người nha. Màu trắng, màu đen và màu xám nha. Sẽ có hai bản, bản RAM 8 và bản RAM 12 nha mọi người nha. Bộ nhớ đều là 128 hết. Nhưng bản này sẽ chênh lệch nhau là 200.000 nha. Và sót về cửa hàng của em ngày hôm nay thì ở đây em còn được một cây Samsung A05s. Đây là hàng mới hoàn toàn 100%. Khi mọi người mua hàng cây này thì mình sẽ được bảo hành chính hãng lên đến là 1 năm nha mọi người nha. Cây này thì bên em thanh lý rẻ hơn ở bên ngoài khá là nhiều. Nói chung là rẻ hơn trong các trung tâm siêu thị là khoảng tầm 7 đến 800 ngàn nha mọi người nha. Và đặc biệt thì bên em có tặng kèm thêm đó là một chiếc ốp lưng cũng như là một bộ sạc 25W trị giá là 200 ngàn nha mọi người nha. Đấy, tức là mình đã mua rẻ hơn trong trung tâm siêu thị là khoảng tầm tầm 600.000, mình cho nó là khoảng tầm 600.000, nhưng còn được tặng thêm nữa là một bộ sạc 25W tương đương với dòng máy và kèm theo đó một chiếc ốp lưng nữa nha. Bên trong thì sẽ gồm có một que lấy sim, trong này thì nó không có gì hết, nó chỉ có một cái dây cáp sạc thôi mọi người. Đây, chỉ có một cái dây cáp sạc 25W thôi. Nó không có kèm cốc sạc cho nên bên em sẽ tặng riêng cho mình một cốc sạc nha. Cái này thì bên em đang bán ra với mức giá sẽ là 3.250.000 nha mọi người nha, 3.250.000 cho Samsung A05s nha. Dòng này thì hiện tại cấu hình khá là ổn nha mọi người nha, và đặc biệt nó được cái là nó hàng mới mà mức giá thì nó rẻ hơn trung tâm siêu thị khá là nhiều, mà còn được tặng thêm phụ kiện nữa nha mọi người nha. Samsung A05s thì dòng này màn hình của nó sẽ được là 6.7 inch nha mọi người nha. Màn hình rộng này độ rộng 6.7 inch, mặt lưng của nó là mặt lưng vuông nha. Thiết kế nó coi này là thiết kế vuông nhưng mà cái cạnh này là cạnh bo tròn cho mình có cảm giác mình cầm nó không có bị cấn tay nha mọi người nha. Cảm biến vân tay nhận diện khuôn mặt đầy đủ ha, cảm biến vân tay tích hợp vào trong nút nguồn. Camera sau nó sử dụng có 3 cam, A05 nó chỉ có 2 cam thôi, còn A05s nó sẽ được 3 cam. Cam chính của nó sẽ lên đó là 50 megapixel. Dòng này thì pin sẽ được là 5000 và nó sẽ hỗ trợ cho mình là sạc 25W và bộ sạc đấy bên em có tặng kèm luôn nha mọi người nha, bên em có tặng kèm luôn. Đấy. Chip thì sẽ là chip Snapdragon 680 nha mọi người nha. Dòng này thì quý khách hàng cũng có thể là tham khảo thêm cấu hình, mình gõ chữ A05s thì nó sẽ ra nha mọi người nha. Dòng này mình mua bên em nhưng mà không cần bảo hành bên em, tại vì nó sẽ được bảo hành chính hãng lên đến là 1 năm. Tại vì đây là hàng mới thì mình cũng không có gì phải giới thiệu nhiều ha. Đấy, A05s nha, ở đây chỉ còn có đúng một máy màu đen thôi. Và những cái mặt hàng khác giống như là những dòng như là 12 Pro Max nè, 12 Pro Max bên em vẫn có hàng, cũng như là dòng S21 Ultra, những dòng này thì video ngày hôm qua em đã lên rồi. Thì ngày hôm nay em cũng không có cần giới thiệu lại, cũng như là làm mất thời gian của quý khách hàng nha. V50s nè, hoặc là Oppo A74 thì bên em vẫn có, K9X cũng có nha mọi người nha. K9X thì vẫn có những cái dòng máy khác như là những dòng iPhone 6S, iPhone 5S. 5S thì hiện tại bây giờ em đang hết rồi, 5S thì lâu lâu nó có những mặt hàng thanh lý rồi. Và những dòng máy tính bảng thì vào ngày mai em sẽ có một cái chương trình khuyến mãi máy tính bảng trong cái dịp đầu tuần. Thì một số cái dòng mà ngày hôm nay bên em cũng đang dọn một số dòng máy tính bảng giá rẻ nữa, thì có được những mặt hàng nào ổn định nhất thì ngày mai em sẽ lên một cái chương trình khuyến mãi cho quý khách hàng. Đó là cái chương trình khuyến mãi giữa tháng nha mọi người nha. Thì như quý khách hàng theo dõi, bấm theo dõi đăng ký kênh của em á, thì mình sẽ biết được là đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng bên em đều sẽ có những cái chương trình khuyến mãi riêng. Đấy, và ngày mai sẽ áp dụng cho cái chương trình khuyến mãi giữa tháng nha mọi người nha.
Thì quý khách hàng ở xa muốn mua hàng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình giúp em, đó là 0971172105. Tất cả những cái thông tin địa chỉ cũng như cái hình thức mua bán cũng như số điện thoại và kênh TikTok cũng như là kênh Facebook và kênh YouTube bên em để hết trong phần mô tả video. Quý khách hàng có thể xem lại trong phần mô tả video giúp em nhé. Dạ rồi, em xin được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em. Thì chúc tất cả các quý khách hàng có một ngày nghỉ chủ nhật thật là vui vẻ nha.